Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử và quý vị bệnh nhân, các cái phần chia sẻ bài thuốc của chúng tôi ở trên mạng Internet, trong kênh YouTube Chùa Pháp Tạng, cũng như là tất cả các kênh khác như là trên Facebook hoặc là trên Zalo, hoặc là hỏi trực tiếp trả lời trên các cái bài giảng, là những phần hướng dẫn các bài thuốc dân gian mà ông bà mình để lại xưa nay. Chúng tôi chỉ mang tính chất là hướng dẫn cho quý vị mà thôi. Nếu quý vị có bị bệnh, tốt nhất là chúng ta đi thăm khám ở những phòng thuốc chuyên khoa hoặc là các bác sĩ chuyên khoa thì chúng ta sẽ điều trị. À, đây là cây chụp ruột ha. Thầy với chú ở chủ nhà bẻ chùm cây chụp ruột này quá trời. À, trong cái bài á, là hướng dẫn cho quý vị là cái bài làm thuốc tràm để nến, mình bẻ hết cái nó ra trái khác, mình chút lộn ngoài nãy ngoài nhiều lắm. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử và các bệnh nhân thân mến, trong cái chương trình trị bệnh tại nhà thì hôm nay xin giới thiệu với quý vị một cái bài thuốc dân gian thôi. Đó là bài thuốc trị chàm, dãy nến, á sừng, tổ đĩa, nổi trên da, sần sùi, rất là khó chịu, ngứa ngáy. Và Tây y có nhiều loại thuốc nhưng chỉ khống chế thôi cũng khó mà có thể trị dứt được căn bệnh này. Cái bài thuốc này trong đó có nguyên liệu là cây chùm ruột, ta gọi cây chùm ruột. Do đó mà nãy giờ á, chúng ta thu hoạch là bẻ cây chùm ruột này, nó có cái lá ăn rất ngon nè. Cái lá chùm ruột, lá này nè, là mình ăn rất ngon, dùng ăn bánh xèo á là mình sẽ dùng cái lá chùm ruột này, thấy không? Đây lá chùm ruột. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến và quý vị bệnh nhân, trong chương trình chữa bệnh tại nhà trên kênh YouTube Chùa Pháp Tạng, thì hôm nay chúng tôi xin giới thiệu cho quý vị một cái bài thuốc dân gian mà chữa cái bệnh thì cũng rất là khó chữa. Đó là bệnh chàm hoặc là vẩy nến. Có khi chúng ta cũng có thể uống cho các cái bệnh như á sừng tổ đĩa, nhưng mà bài này thì mạnh về cái vẩy nến và chàm. Ở trên da của mình này nè, nổi những cái đốm đỏ mà nổi từng khu vực hoặc là nổi hết người mình luôn, như cái vẩy vẩy lên vậy đó, đỏ đỏ ửng đỏ, nên ta gọi đó là vẩy nến. Cái thứ hai nữa chàm, nghĩa là nó sần cái da mình lên, nổi thành từng cục rất là ngứa, nên đó gọi là chàm. Như vậy thì bệnh chàm và vẩy nến này thì rất là khó trị. Không phải là thuốc uống là hết, nhằm khi nó bớt rồi, cái mình ăn đồ chúng nó bị lại, bớt rồi ăn đồ chúng bị lại, nên rất là khó chịu. Và do đó mà hôm nay sẽ giới thiệu cho quý vị một cái bài thuốc dân gian để hướng dẫn cho quý vị cách bào chế và sử dụng bài thuốc này. Bài thuốc này á, thì nguyên liệu của bài thuốc, cái thứ nhất á, là chúng ta có cái chùm ruột. Chùm ruột mà ta gọi là chùm ruột á, ở dưới quê á, gọi là chùm ruột, cái cây chùm ruột á, ruột chua nha, chứ không phải ruột ngọt nha, ruột chua. Đây quý vị thấy không, đây là chùm ruột, đó, đây là chùm ruột. Là thứ nhất là chùm ruột. Thứ hai á, là đường phèn. Đây là đường phèn kim cương, nó chiếu chiếu nè, đây là đường phèn kim cương. Cái thứ ba nữa là muối cục. Ta có đây là muối cục. Như vậy á, thì về cái phương diện bào chế á, chùm ruột chúng ta bẻ vào, chúng ta lạc sạch hết, rửa sạch và mình phơi đúng một nắng.
phơi một nắng nha, phơi một nắng cho nó héo cái trái chùm ruột này, à, héo. Cái thứ hai nữa là khi mà phơi được nắng héo rồi đó thì bắt đầu chúng ta để vào trong một cái keo, à, cái keo như thế này, đây là cái keo để cái chùm ruột vào. Như vậy thì cái liều lượng của cái bài thuốc này á, thứ nhất á là cái liều lượng là cái chùm ruột này á là 5 kg, tức là chùm ruột phải cái gì bẻ chùm ruột phải to thế này nè ha, tức là chùm ruột nó lớn chừng nào là nó tốt chừng đó ha, nó to thế này là 5 kg. Và cái đường phèn kim cương này á thì là 1,5 kg nha. Cái thứ ba nữa là cái muối cục này là 2 muỗng canh muối cục. À, như vậy thì đó là cái liều lượng của nó. Vậy thì mình sẽ cân, ví dụ như mình cân á là cái này á mình cân thử coi nó bao nhiêu, tức là nó 5 kg á, nếu mình 2,5 kg thì mình làm giảm liều lại, ví dụ á như cái này thấy không, nhìn thấy đó là chưa đầy 3 kg, mình trừ bì cái này luôn còn 2,5 kg à. À, thấy không, thấy không, mà mình làm một mẻ tới 5 kg là 2,5 kg thì là mình giảm liều nó lại. À, còn lại này là 750 gram, 750 gram đường phèn. Rồi muối này á thì chỉ còn lại là 1 muỗng muối cục thôi. Hồi nãy chúng ta cân á là 2,5 kg chùm ruột này, chùm ruột này, thì bây giờ chúng ta cân 75 gram đường phèn. À, cân 75 gram tức là gần ký đó nha, đó 75 gram đó, quý thấy không, 65 gram rồi đó, rồi tới 70 là 75 gram đường phèn. Nha. Gần đó. Đó 85 á, bớt lại nha, còn nửa này thôi. Còn 75 gram đường phèn. Và 1 muỗng muối cục. Rồi, bây giờ mình cân xong. Cái này là mình vô đáy luôn đó nha, làm để mà mình xài luôn á. Rồi tới 75 gram chia đó. Nó 60 nè, đó 65 nè. Rồi gần 70 đó, à tí nữa là được. Tí nữa là nó đủ rồi đó, là 75 gram cho 2,5 kg, tức 5 kg cho 1,5 kg đường phèn. Vậy thì cái này 2,5 kg thì cho 75 gram đường phèn. Đó. Mình thêm cho đủ luôn, đủ liều lượng nó luôn. Nó 75 vừa đủ. 75 gram đường phèn. Mình pha phải 75 gram đường phèn này vào 1 muỗng muối cục này. Hồi nãy á mình 1,5 kg đường phèn thì cho 2 muỗng muối cục. Bây giờ á có 75 gram á thì á mình cho 1 muỗng muối cục vô. Nếu này trộn lộn vô với đường phèn. Giờ mình biết gì trộn đều nha, trộn đều lên luôn, trộn đều với nhau, trộn muối với đường phèn, trộn cho đều. Đây là cái keo, chúng ta sẽ ngâm một lớp chùm ruột và một lớp muối đường phèn, lớp chùm ruột muốn đuối đường phèn ngâm vào ha. Đây chúng ta đổ vào trong keo này, chúng ta ngâm đó, mình đổ vào. À, ở đây là một cái lớp chùm ruột, xong á thì chúng ta phải múc cái này, chúng ta rải nó lên đó. Rồi bây giờ á mình đổ tiếp lên.
lớp thứ hai. Rồi lớp muối, lớp đường phèn đổ lên. Rồi chúng ta tiếp lớp thứ ba. Thứ ba vậy. Rồi chúng ta đổ tiếp lớp muối, lớp đường phèn lên tiếp. Rồi chúng ta đổ lớp thứ tư. Mình làm nhiều lớp chừng nào thì tốt đó thôi, nó đều. Lớp thứ tư này hết luôn rồi. Là trên mình đổ hết luôn. Ừ. Là cho 2,5 kg đó, một liều mình là 5 kg nhưng mà này mình có 2,5 kg à. Thì mình giảm liều xuống. Rồi còn nhiều quá, là muối với đường phèn mình đổ lên hết luôn. Không có nước nha quý vị, ở đây nó tự ra nước á. Để cái chừng 5-7 ngày thôi, từng tuần thôi là nó tự ra nước. Hết trơn. Đó, rồi mình đậy cái nắp này lại, mình làm cho nó đều một chút. Đậy nắp này lại. Đậy cái nắp này lại, quý vị cứ để như thế này, không cần phơi nắng gì hết, để trong nhà. Như vậy thì để cái chừng 5-7 ngày nó ra nước ngập đây hết. À, thì cái bệnh vẩy nến hoặc là chàm thì chúng ta uống là hai cái chung. Cái chung nhỏ thế này nè. Thì uống sáng một chung, chiều một chung. Nhưng mà nếu cái người nào mà to người 7-80 kg đó thì mình uống 1,5 chung. Còn người 50 kg trở xuống thì mình uống 1 chung. Tức là cái ly uống rượu ở dưới quê, ly uống rượu lớn này thì mình uống nửa ly sáng, nửa ly chiều. Còn nếu mà có cái chung nhỏ thì người ta uống cái chung nhỏ 50 kg trở xuống thì uống 1 chung thôi. Còn mà người nào mà to nặng ký á, 80-90-100 kg á, thì chúng ta uống 1,5 chung sáng chiều, ngày 2 lần vậy thôi. Như vậy thì xin nhắc lại quý vị cái bài thuốc chị về vẩy nến và chàm. Nguyên liệu là 5 kg chùm ruột. Chùm ruột á, chúng ta về rửa sạch, để ráo phơi khô một nắng nha. Rửa sạch để ráo phơi khô một nắng. Và đường phèn này nè, là chúng ta có 1,5 kg đường phèn, gọi là đường phèn kim cương chiếu chiếu đó. Rồi chúng ta có muối cục nè, là 2 muỗng canh nè, 2 cái muỗng chan canh. Cái muỗng này là gọi là muỗng chan canh, chúng ta có 2 muỗng chan canh muối cục. Rồi chúng ta pha 1,5 kg đường phèn này với 2 cái muỗng canh muối cục đó, pha vào nhau để một lớp chùm ruột. Còn lớp muối đường phèn, lớp chùm ruột, lớp muối đường phèn, lớp chùm ruột, lớp muối đường phèn, để từ 5-7 ngày thì cái này nó sẽ ra nước. Thì uống sáng 1 chung, chiều 1 chung. Dưới 50 kg, trên 50 kg, 6-7-80 kg uống 1,5 chung. Sáng 1,5 chung, chiều 1,5 chung. Thì từ từ các cái bệnh vẩy nến với bệnh chàm này nó có thể thuyên giảm. Và đây là bài thuốc dân gian được truyền lâu đời, nên chúng tôi chỉ hướng dẫn lại cho quý vị. Chúc quý vị thành công và có sức khỏe. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.